Nóng, chi tiết bản cập nhật Play Together 1.61. Thời gian cập nhật bắt đầu từ 6 giờ đến 10 giờ 30 phút ngày 22 tháng 6. Nội dung bản cập nhật bao gồm: đầu tiên, những người bạn đáng yêu đã dọn nhà đến đảo Kaya. Cửa hàng Bonobono sẽ được ra mắt ở vị trí của cà phê bãi biển ở Plaza và sự kiện mừng khai trương cũng được tiến hành. Bạn có thể nhận được xu nhiệm vụ khi hoàn thành nhiệm vụ của Bonobono và những người bạn. Và khi thu thập tất cả xu và hoàn thành sự kiện, bạn có thể nhận được vé bốc thăm chứa các vật phẩm vô cùng đáng yêu. Ngoài ra, cửa hàng Bonobono có một hang động nhỏ. Tại đây có sân chơi bằng gỗ, khu chụp ảnh và thậm chí là một điểm câu cá nhỏ để bạn câu cá. Nếu bạn câu cá tại điểm câu cá mini này, bạn có thể tìm được sò Bonobono nữa đấy. Thêm nữa, tại cà phê, bạn có thể nấu những món ăn có hiệu ứng đặc biệt khiến bạn nhớ đến những người bạn Bonobono nữa, vì vậy hãy nhớ ghé thăm và ăn thử nhé. Thứ hai, hãy tìm quả đủ màu. Quả đủ màu nằm rải rác khắp đảo Kaya. Nếu thu thập tất cả quả trên cây, bạn có thể nhận được những phần thưởng hấp dẫn. Thứ ba, bảng điểm danh Bonobono đã mở. Chỉ cần điểm danh hàng ngày, bạn sẽ nhận được vé bốc thăm, thức ăn chứa hiệu ứng đặc biệt và ba lô nhìn giống hệt Bonobono đáng yêu. Thứ bốn, bạn có thể chế tạo nhiều vật phẩm khác nhau liên quan đến Bonobono tại xưởng chế tác Kaya ở Plaza. Từ những chiếc ba lô đáng yêu với biểu cảm của những người bạn dễ thương cho đến vé bốc thăm giúp bạn nhận được nhiều vật phẩm khác nhau. Vừa rồi là chi tiết bản cập nhật Play Together 1.61. Nếu thấy hữu ích hãy thả tim cho mình nhé. Chúc các bạn chơi vui.